sự hoang vắng tráng lệ. Đó là những từ được Bas Aldrin sử dụng để mô tả sự trống rỗng rộng lớn của cảnh quan mặt trăng trước khi bước lên bề mặt của nó lần đầu tiên vào tháng 7 năm 1969. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mặt trăng, hay đúng hơn là quỹ đạo của nó, không quá hoang vắng sau đó tất cả? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó giống với, chẳng hạn, giao thông tắc nghẽn của tuyến đường đi làm ở Los Angeles vào giờ cao điểm thì sao? Nếu thực sự thì sao? Cho rằng có tổng cộng 12 người đã đi bộ trên bề mặt mặt trăng trong lịch sử nhân loại. Đó có vẻ là một giả thuyết lớn. Tuy nhiên, cũng có một ý kiến đáng lo ngại rằng các nhà nghiên cứu từ Đại học Arizona, một trường đại học đã giúp lập bản đồ bề mặt mặt trăng cho sứ mệnh Apollo 11 nổi tiếng của Aldrin, hiện đang phải suy nghĩ rất nhiều. Kế hoạch của họ mà trường đại học gần đây đã nhận được 7,5 triệu đô la tài trợ từ ban giám đốc phòng thí nghiệm nghiên cứu không gian của phòng thí nghiệm không quân nhằm tạo ra hệ thống kiểm soát không lưu mặt trăng đầu tiên trên thế giới, với mục đích giữ các táp về giao thông không gian trong khu vực cislunar hiện chưa được theo dõi giữa hành tinh của chúng ta và mặt trăng. Nó sẽ giúp tránh tắc đường trên mặt trăng và thậm chí có thể xảy ra va chạm chết người. Và nó đến sớm hơn bạn nghĩ với một sứ mệnh mặt trăng gần bạn. Giống như một chiếc xe bỏ đi trong không gian nhà khoa học John Kessler của NASA vào năm 1978. Lần đầu tiên chỉ ra mối nguy hiểm gây ra bởi mật độ cực cao của các vật thể lưu thông trong quỹ đạo trái đất thấp và cách mà những vật thể này có thể gây ra phản ứng dây chuyền theo tầng của các vụ va chạm có thể xảy ra. Xem phần đầu của bộ phim Gravity năm 2013 để biết mức độ tàn phá của điều này. Ngày nay, có khoảng 23.000 mảnh rác vũ trụ đang được theo dõi khi chúng quay xung quanh trái đất với tốc độ khoảng 17.500 dặm một giờ. Trong số này, chỉ 3.500 là trọng tải đang hoạt động, trong khi phần còn lại mọi thứ từ vệ tinh đã chết đến các bộ phận tên lửa bị loại bỏ không hoạt động nhưng vẫn tiềm ẩn nguy hiểm, các mảnh vỡ. Hãy tưởng tượng rằng, kể từ khi phát minh ra ô tô, bạn lấy ô tô từ nhà máy và đổ xăng vào nó, sau đó, lái nó cho đến khi hết xăng, thả nó xuống và chọn một chiếc ô tô mới, Vishnu Reddy, một phó giáo sư tại phòng thí nghiệm mặt trăng và hành tinh của Đại học Arizona, nói với Digital Trend. Đó là những gì chúng tôi đã làm trong không gian. Mỗi khi một tàu vũ trụ hết nhiên liệu và đó có thể là một tàu vũ trụ đang hoạt động hoàn hảo, bạn thả nó xuống và phóng một tải trọng mới. Theo thời gian, mọi thứ được tích lũy, ông nói. Vấn đề là một trong những khả năng hiển thị cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Reddy giải thích, không gian là một vấn đề nan giải. Nó không giống như một thảm họa môi trường, phải không? Bạn biết đấy, có một vụ tràn dầu, bạn nhìn thấy những con bồ nông phủ đầy dầu, điều đó gây ra phản ứng nội tạng. Bạn hiển thị một dấu chấm trên bầu trời cho bất kỳ ai và hầu hết mọi người không quan tâm. Nó giống như, tại sao tôi phải quan tâm cho đến khi điện thoại di động ngừng hoạt động hoặc GPS ngừng hoạt động hoặc bóng đá ngừng phát trên TV. Đó là lúc mọi người phản ứng. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!